chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Vĩnh hả? Hôm nay thì anh em mình ở cái clip trước á, là anh em mình anh chồng anh chở nguyên một chuồng bọc về khẩm luôn rồi. Nên anh em năm một xong mình sạch bóng mà bọc luôn. Năm hả? Năm mà quýnh mỗi ngày hay sao? Bả đã đi cặp cái nóc. Cặp cặp cái nóc vô sống cái gì? Để anh em mình vừa vũ bọc xong ở nhà. Tại sao mà cái clip trước mình nói là rất là nhiều bọc thì hôm nay lưới này đã gỡ rồi thì sạch bóng rồi, để phim vô quay một cái đống bọc mà anh em gom về để mà chuẩn bị thiêu hủy nó, chờ cho nó khô rồi thiêu hủy xuống lưới cho anh chồng để chuẩn bị đi chồng mình đi quýnh tiếp. Đây là cái số gác mà anh em mình đã đem về vũ rồi nè, vũ lên bờ, vũ dưới sông mà mốt dính lại nữa cũng vậy à. Đó, đây gom lên bờ mình đốt quá trời luôn. Cái bãi đậu xuồng của anh chồng với của anh em mình giống như là một cái đống rác luôn à. Chờ cho nó khô lại mình mới đốt được nha cả nhà, lúc đó mình đốt chưa có cháy. Đặc biệt nhìn như là bãi rác Sóc Trăng, lưới gỡ xong thấy sạch sẽ ha. Vũ lưới rồi mình làm món gì anh chồng? Vịt nấu chao. Lòng vịt nấu chao. Lòng vịt chao vịt là nha. Lòng vịt. Đúng rồi, vịt thì anh đi mua thêm đi. Chứ mua lòng kêu nấu vịt sao được. Hôm nay anh em mình sẽ nấu một cái món là lòng vịt nấu chao nha cả nhà. Cuộc sống đời thường của anh Trọng nè, là nghề lưới là nghề chính và thu nhập chính của anh. Nay mấy giờ anh đi anh Trọng? 12 giờ. Lưới dính bọc gỡ rồi trắng tươi ha. Chưa gỡ là nó còn nguyên à. Ừ. Vậy gỡ hết mấy tiếng ngọt? Ngày qua nay chừng 4 rưỡi chứ vậy. Vậy hả? Là gần ngày đó hả? Trời ơi. Yếu ngày. Giờ lên thơ bơ bơ lên gỡ cái từ 12 giờ trưa đến 12 giờ tối á. Quýnh đơn thơ hả? Bọc mà gỡ 12 tiếng ngọt. 12 tiếng ngọt. Trời. Anh em mình sẽ nấu một cái món là rất là tuyệt vời. Trời không có thánh súng ở đây. Anh Toàn đi chơi mấy bữa rồi cả nhà ơi. Anh Toàn cũng có nói anh đi chơi vài bữa mà anh chưa nói nha, anh em mình là anh đi đâu thì anh xin phép vậy đó. Rồi anh em ấy công chuyện thì anh đi đi, cả nhà có bốn anh em làm nghe không phanh như đi với ghệ hay gì gì đó mà không biết làm sao thì thì mình anh đi đâu mình chung đâu với nhau thì dễ lắm, nhưng anh em chuyện riêng của anh em, chuyện riêng thì anh em cứ việc đi thoải mái. Thì anh em cứ việc mình cho nói anh đi thoải mái đi chừng nào
thấy ấy về, về nhớ anh em quá về chân cá bọc dòm dòm anh em ăn quá dòm miệng. Ở châu qua dầu anh cũng đi nhưng mà anh chỉ nghỉ đám tiệc thôi ở nhà. Nay thì nó anh nghỉ mấy ngày anh đi chơi, đi chơi riêng. Thì việc cá nhân của anh em mà thôi, anh nghỉ bao nhiêu thì đi thoải mái luôn. Thì nguyên liệu nấu chao lòng vịt, nấu chao của anh em mình đây. Lòng vịt ăn với rau muống, cải xanh, cải xanh, khoai môn và hai trái dừa và một keo chao. À, đó giờ cả nhà có nấu lòng vịt mà nấu chao chưa? Có con này ngon lắm á. Với vịt thì có lòng mà không được nhiều. Nấu nguyên con vịt phải có cái lòng phải không? Đúng rồi, nhưng mà nấu lòng không á. À. Ốp bắt đầu ốp nha cả nhà. Này mấy bộ rồi nhỉ? 5 bộ. 5 bộ à? Ừ. Tỏi. Bộ nhiêu tiền? Bộ 15.000. Chao. Những cái này. Còn nhiêu trường hồi chấm ha. Ừ. Nó muốn một ngọt. Những gửi đường để chao nó mặn mà không có thêm cái gia vị mặn luôn nha cả nhà. Chút xíu rồi nè. Chiều vô xăm thịt rồi, xăm lòng rồi. Ừ, đầy nồi luôn. Cho thêm miếng nước dùng vô nữa ha. Đây khoảng trong treo. Đơn giản dễ làm mà lại ngon. Ngon món này lai gai chứ nào thì nổi.
nay ăn đồ trên bờ ha. Món đi. Cá hoài cũng ngán. Món này thì anh em mình sẽ ăn với lại rau muống đồng. Muống với sợi xanh. Nào ở nhà có rảnh làm món này ăn thử nha. Ngon lắm. Chấm chao luôn. Ừ, chao. Là lại gai miếng đế. Không. Đế. Dù có chữ đế luôn à. Chứ tình trọng à. Mày cả nhà uống rượu với mấy anh em mình nha. À, cả nhà ăn uống đi. Rồi, với anh em mình nha. Mày cả nhà ăn thêm vịt với mấy anh em mình. Làm cục thịt vịt đi. Thịt vịt chứ chịu không? Có thịt ăn nữa hả? Mày cả nhà uống rượu với anh em với ăn lẩu nha. Tính là nguyên con nữa thì anh ơi. Được không? Được. Nguyên hình hả? Đây. Hả? Anh chồng. Mày nhà uống với video nha. Thôi giờ con chưa hết, còn đừng uống với. Rồi quên giờ. Tại gì đâu quên uống. Đi, nhắm về vợ uống thế chứ. Mời cả nhà. Đó. Ăn nếu muốn làm còn nhiều lần nữa. Ừ. Thịt vịt nấu chao cũng vậy, nó ăn với rau muống đồng là thịt sảy à. Bữa nay anh Toàn không có nhà mình lén lén ăn, mình ăn lòng vịt chơi ha. Chẳng coi vậy, anh lên chắc một biết. Anh đi tới mấy ngày luôn mà. Anh đi chơi còn vui hơn. Ừ. Bữa thì Nhí đi đám cưới, anh tính Toàn đi chơi. Ừ. Anh đi không anh chồng? Chưa không? Chưa à? Tết rồi. Tháng này Tết cưới quá trời quá. Mùa mà. Tranh đua là ăn Tết mà. Cái gì ăn Tết? Long dịch này thì... lòng vịt sim nha cả nhà. Anh em mình có quen á. Gỡ lưới anh chồng mình mua lòng vịt nè. Dặn lòng vịt đem lên. Lòng vịt sim với lòng vịt siêu thịt lòng nào ngon à? Sim ngon hơn. Sim ngon hơn siêu thịt. Nó ngọt hơn. Dạ. Yeah. Siêu thịt nó béo hơn, nó mỡ nhiều. Tại vì siêu thịt nó mỡ nhiều. Cái này được vịt xin cò không hay em đọc. Nè. Ai bà bộ vịt xin cò vậy đó ha. À, ăn ăn có sức về bao lưới xuống gỡ lưới. Gỡ con bụi mấy à. Không sao. Không, không đó cái miếng lưới đó của anh Trọng nhiều quýnh nghĩ đóng gác hay gì trời. Thịt còn luôn. Hết hồn miếng đó thiệt chứ. Mấy miếng sau thì cũng cỡ 18 à. Vừa đổ vừa bơm. Ừ. Hình như là em nhớ hình như bơm 2-3 lần gì mới hết nước mà chưa gọi miếng lưới nữa. Không bơm họ đi tàu lặn à. Mày cả nhà uống với anh em mình ly rượu. Bà trời ơi. Bọc nó chứa nước mà. Ừ. Kéo lên xuồng nước ầm mà biết là anh em mình gỡ tí bớt kéo, rồi đó nha. Kéo không nổi mà. Ừ. Đây cũng là cái đầy. Bên này né bọc phải không? Né mà. Nói chung thường ngày mình quýnh cũng có dính nhưng mà số lượng ít lắm. Em quên ngâm ép mà. Mà em thấy cái mặt sông nó trồng vậy em không nghĩ ở dưới đáy sông nó lại bọc cỡ đó luôn á trời. Lâm. Thấy ghê ha. Ừ. Kéo lên cái bụng. Kéo không nổi mà anh chồng với Nhí
một người kéo dây đòi, một người kéo chì kéo không nổi, anh chậm, anh phải tiếp theo cái giữa nữa. Không làm nghề bà cậu phải dễ ăn đâu. Từ ngày chỉ có một con cá không chừng, phải không? Khi ngày chịu mấy cũng không chừng. như mấy anh em nè, rồi từ đó tới giờ dính được hai con cũng nhiều. Hai cái chủ cũng mấy tháng rồi đó. Đi làm nghề anh xui gọi quen á, có mẹ này đó. Lúc quýnh xuống thì trúng, nhầm lúc quýnh mấy ngày trời cũng chẳng có con gì. Không có, mình phải đeo cho có. Làm nghề bà cậu gì đó nuổng là coi như không có, không làm phải đeo cái nẻ. Như đó giờ bữa anh quýnh trúng nhất là anh bán được nhiêu tiền chồng? Bữa trúng nhất của anh luôn. Cái sủ thì gần 6 triệu. 6 triệu ngà một giắt lưới hả? Cái là trúng ngày bảy. Còn cá gì? Còn cá không lao. Cá lao thì ngày dưới tư á. Có 2 mấy triệu cũng có. Một ngày á hả? Trời ơi. Rồi có cá gì? Căng lắm. Còn giờ kiếm con ăn không ra. Tôi đi ra cầm lưỡi của bác nó lên quá hay là móng á, được 2 con 4 kg mấy. Khổ quýnh câu. Nó cá dữ lắm. Bây giờ kiếm con ăn không ra. Năm nay quýnh chưa có con nào luôn. Chưa có con nào luôn. Đi với anh Trọng cũng 4 tháng rồi. Anh Trọng mới dính. Có con một á. Cá từ từ càng ngày càng hiếm. Không đau biết hết luôn. Không đau biết chắc hết. Rồi anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà có yêu mến anh em mình á, nhớ cho anh em mình một like và một lượt đăng ký nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha.